đó. Đây là cái phần đùi nè cả nhà ơi, đó đùi gà nè, đó. Đó. Hấp dẫn quá, nhiều lên nè, đó. Wow, hấp dẫn quá ta, nhưng mà cay quá cả nhà ơi, rất là cay luôn. Đây, này cay, ai ăn cay giỏi là ngon nha. Ngon. Hello cả nhà, lại là Huyền đây cả nhà ơi. Thì hôm nay á, Huyền có đặt cái thùng gà nè cả nhà. Thùng gà này là gà ủ muối của bên của chú Mập Phút nha cả nhà. Bên kênh của chú Mập Phút. Thì bây giờ Huyền mới đặt ngày hôm qua mà bữa nay đã giao tới chỗ rồi cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ khui ha. Mình sẽ khui coi con gà của bên chú Mập Phút nó đặc biệt như thế nào nha cả nhà. Thì bên chú Mập á, vô cái thùng á rất là kỹ luôn nè cả nhà, con nó kỹ nè. Trời ơi, Huyền gỡ trước nãy giờ, gỡ nãy giờ mà chưa có ghe nữa nè cả nhà. Đó. Thì bên chú Mập là người ta quấn vô cái thùng. Người ta để gà vô trong cái thùng mót nhỏ cả nhà. Đó. Trời ơi, quấn gì mà kỹ dữ vậy ta. Kỹ quá trời kỹ, gỡ hoài gỡ không ra vậy. Gỡ hoài mà không thấy con gà ủ muối. Gỡ hoài không thấy gà ủ muối, trời ơi chắc dữ vậy ta. Gà này thì mua bên của chú Mập Phút, vợ chồng của chị Kim á cả nhà. Nãy giờ cả buổi đồng hồ luôn Huyền mới gỡ ra được cái miếng keo này cả nhà. Trời ơi chị dán kỹ quá trời luôn. Bây giờ Huyền sẽ khui thùng cho cả nhà coi nha, trong này có gì nha. 1, 2, 3. Đây, quay sắt vô đây nữa. Thì trong này có một con gà ủ muối. Đây, với đây là một keo chẩm chéo của bên chú Mập Phút luôn nha cả nhà. À, một keo chẩm chéo này đó. Thì cái keo chẩm chéo này là Huyền mua bên chú Mập Phút 100k nè cả nhà. Cả nhà thấy được không? Đó. Cuối nè cả nhà. Thì con gà nó có được tặng được hai bịch nước chấm nè cả nhà. Đây hai bịch nước chấm đây. Đó. Bây giờ mình khui ra mình sẽ chẻ gà ra ăn nha. Gà ủ muối Huyền cũng đã chẻ xong rồi nè cả nhà. Thì YouTube nó không cho mình để miên con á, thì Huyền đã chẻ ra rồi nè cả nhà. Đó. Đây là cái phần đùi nè cả nhà ơi, đó đùi gà nè. Đó. Đó. Hấp dẫn quá cả nhà ơi. Quá hấp dẫn luôn. Thì đây cả nhà, con gà ủ muối của bên chú Mập thì có kèm theo bịch muối nè cả nhà, hai bịch muối nè, hai nước chấm đó cả nhà. Thì bây giờ Huyền sẽ pha thêm cái nước chấm chéo này nữa nha cả nhà. Huyền sẽ pha thêm chấm chéo. Mình hôm nay mình sẽ chấm hai loại luôn, một nước chấm của gà và một nước chấm chéo của Huyền mua của chú Mập luôn. Ha, bây giờ mình sẽ pha nước chấm chéo ra ha. Thì lần đầu tiên á, Huyền cũng ăn cái nước chấm chéo Tây Bắc này nha cả nhà. Đó, bên chú Bập bán cái chấm chéo Tây Bắc nè. Thì Huyền lấy nhiêu đây thôi, chanh vô nha cả nhà. Huyền nặng chanh vô xong, Huyền cho thêm miếng nước lọc vô. Thì Huyền không có cái nước gà luộc, Huyền không có nước súp ngon, thì Huyền sẽ cho nước lọc vào. Có bị nhiều không trời, lần đầu tiên ăn không biết khoa như thế nào nữa, khoa như vậy không biết có phải hay không nữa đây à. Sao thấy nó bị lỏng quá rồi nè, để thử thêm một miếng đường, một miếng bột ngọt nữa mới được. Trời ơi cay quá. Huyền sẽ bỏ đường vô thêm nha cả nhà. Bình thường như vậy mình pha mà mình không để đường để bột ngọt vô thêm thì nó sẽ hơi bị mặn ha. Bây giờ Huyền sẽ bỏ đường vô thêm nè. Giờ sẽ bỏ thêm chút xíu bột ngọt nữa nha. Đó, chút bột ngọt nữa. Khoai nhít nhiều lên nè. Wow, hấp dẫn quá ta. Nhưng mà cay quá cả nhà ơi, rất là cay luôn. Đây, này cay, ai ăn cay giỏi là ngon nha. Ngon. Huyền xin mời cả nhà cùng thưởng thức với Huyền nha. Đây là nước chấm chéo siêu ngon, còn đây là nước muối ớt của gà đây. Dạ Huyền mời cả nhà ăn cho Huyền. Như Huyền xin chào cả nhà đã trở lại với kênh của Trần Ngọc cho Huyền nha cả nhà. Cả nhà ơi, thì hôm nay Như Huyền có con gà ủ muối siêu ngon nè cả nhà ơi, nhìn thịt nó đỏ ao luôn nè cả nhà, rất là ngon hấp dẫn luôn. Nhưng mà thì gà ủ muối này thì Huyền mua của bên chú Mập Phút đó cả nhà, bên kênh chú Mập Phút. Thì hôm nay Huyền sẽ ăn con gà ủ muối này
và cùng với nước chấm chẩm chéo nha cả nhà, đó chẩm chéo Tây Bắc nè cả nhà, thì Huyền cũng mua chung với con gà này luôn, thì cũng bên của chú Mập luôn nha cả nhà. Còn đây là cái nước chấm của kèm theo với con gà cả nhà, kèm theo với gà uống muối. Đây là nước chấm thần thánh. Thì hôm nay Huyền sẽ ăn hai loại nước chấm nha. Huyền sẽ mời cả nhà ăn với Huyền nha. Nãy giờ lo nói chuyện mà Huyền quên cái mic. Huyền quên gắn cái mic. Bây giờ Huyền gắn cái mic vô nha. Còn mình sẽ giải khát là C2. Bây giờ mình rót C2 uống nha. Đó. Wow. Thì trước khi ăn Huyền sẽ mời cả nhà uống nước với Huyền nha. Cứ đó đã. Đang khuất khát nước uống C2 đã quá cả nhà. Wow. Cái đùi đây. Bây giờ trước tiên mình sẽ chấm nước chấm chéo trước nha. Chấm chéo Tây Bắc nè cả nhà. Lần đầu tiên Huyền mua cái chẩm chéo này Huyền ăn luôn nha. Đó. Nhưng mà cả nhà. Wow. Ở cái chẩm chéo nó cay. Siêu cay luôn nha cả nhà. Ai ăn cay được nhiều á thì sẽ ăn cái chẩm chéo này rất là ngon nha. Huyền thì đang bị Abidan, chấm chéo cay quá. Ăn có thể chiều nay uống thuốc. Uống thuốc Abidan. Nhưng mà nó rất là ngon. Thôi kệ, phá lệ. Cay cỡ nào cũng ăn ngon quá. Con thịt gà. Cái thịt gà này bên cái chú Mập ngon lắm nha cả nhà. Da giòn sần sật, thịt mềm ngon lắm cả nhà. Thịt còn rất là tươi ngon nha cả nhà. Hiện đặt ngày hôm qua là bữa nay đã có rồi cả nhà, rất là rẻ. Mà chị bỏ vô thùng rất là kỹ, chị quấn rất là kỹ, chị ướp nước đá rồi cũng rất là kỹ, cho nên là qua đây con gà vẫn còn tươi ngon nha cả nhà. Ngon. Bây giờ mình chấm cái nước chấm của gà nha. Cái nước chấm của gà cái vị vừa ăn thơm chua chua mặn mặn ngọt ngọt cay ngon quá cả nhà. Hai nước chấm này bữa nay nước nào cũng ngon lắm. Cái nước chấm chéo này là siêu đặc biệt, siêu cay luôn. Con gà dài. Con gà nó dai á, gà Huyền cắn ngay cái gân của nó nè cả nhà. Bây giờ mình ăn cái da gà nha. Nó sừng sực đã.
Nó ngon mà nó cay quá. Hai nước chấm nước nào cũng ngon hết cả nhà. Cái chấm chéo này nó rất là ngon mà nó cay quá, Huyền không dám chấm nhiều. Ăn rau muối. Nó giòn sình sịch, nó dai ngon lắm đó nha. Còn cái thịt nạc thì nó mềm, nhưng còn cái da nó giòn mà nó dai. Nó cay, uống nước nó đã. Bây giờ Huyền mời tiếp cả nhà thêm cái đùi nữa nha. Không phải, cái này là cái bẹ, bẹ gì, bẹ gần cái cánh đó cả nhà. Nó cay à. Ủa, nó cay muốn chóng mặt luôn cả nhà. Cái chấm chéo siêu cay luôn. Cả nhà coi ớt nè, hộp ớt không đó, cái này là hộp ớt không đó nhà. Nhưng mà nó ngon lắm, để đường bột ngọt vô rất là ngon luôn. Mình để một chút đường, chút bột ngọt nặn chanh vô, cho miếng nước vô nữa, nó ngon mà nó cay. Không thua gì mì cay cấp độ luôn đó nha. Cái thịt gà ăn rất là thơm luôn cả nhà. Yeah.
trời muốn sừng cái mỏ. Bây giờ nó cao quá cả nhà, bây giờ Như Huyền xin kết thúc video nha cả nhà. Thì bây giờ Như Huyền xin kết thúc video nha. Cả nhà có yêu thích kênh của Trần Ngọc Như Huyền thì cả nhà đăng ký like, share, ủng hộ cho Huyền nha. Như Huyền xin bye bye.